Bán tiếp. Ui thôi, này đỏ gì hai đồ hôm nay thắp hương hay ra đỏ thật. Nhưng mà bên kia cũng đang là một quân tuyển Egypt, bên kia cũng đỏ, bên này cũng đỏ. Pan Egypt này thì Pan có lẽ được đánh giá cao hơn, nhưng mà Egypt không yếu nhá. Egypt đánh về lâu về dài thì ngon hơn Pan, nhưng mà Pan sẽ phũ phàng thời điểm đầu, nên là chúng ta sẽ cùng xem. Nếu cái đánh về đầu tin tin thì anh em yên tâm là sẽ được đánh về lâu về dài, hai đồ khả năng sẽ không phụ đâu. Nó trận trước Pan 25 dân, trận này để xem Pan bao nhiêu dân nào. Để xem anh em ơi, để xem. Vâng, bãi quả 7 cây đẹp. Như vậy là theo thông tin báo về là game thủ phán đoàn, game thủ phán đoàn solo thì chấp game thủ tin tin một chạm mà. Ai da, ghê quá nhờ. Thì chứng tỏ game thủ phán đoàn anh rất khỏe em ạ. Hôm nào có anh phán đoàn ra sân thì cố gắng lấy like tao tác để gửi đến cho mọi người nhá. Gửi đến cho mọi người tao tác tay của game thủ phán đoàn để cho mọi người có thể theo dõi. Thì báo về là khỏe lắm, khỏe hơn cả game thủ tin tin. Vòng 2 thắng, gặp thắng rồi thì vòng 3 như thế nào? Vòng 3 tiếp tục là thắng lại gặp thắng em ạ. Vâng, thắng lại gặp thắng. Đấy, những vòng 2 mà game thủ nào mà nhánh thua là loại luôn. Còn nếu như nhánh thua thắng thì sẽ gặp những game thủ thắng của thua của nhánh thắng. Đấy, còn thắng thì sẽ tiếp tục gặp nhau. Nhưng mà yên tâm là mỗi game thủ sẽ có cho mình 2 mạng. Đấy. Bao giờ mà thua 2 lần thì mới bị loại cơ. Trước khi đến với vòng loại trực tiếp phải thua 2 lần. Chứ không thì vẫn có 2 mạng để thi đấu. Xin chào anh Nguyễn Thanh Hải. Ồ thế à anh Thanh Tùng ơi. Thế thì hôm nào à khỏe thế thì phải gặp idol Lê. Chào sếp Bùi Minh Hiếu. Lê idol thì có lịch rồi đấy. Lê idol hình như gặp anh Forever. Hôm qua hai cặp đấu lên live là cặp Forever và cặp Lee Idol thì hai anh gặp nhau luôn ở nhánh thua rồi. Anh em có thể báo trước cho Idol Nguyễn Lê nhá, để anh biết sắp xếp để chuẩn bị thi đấu nhánh thua. Là sẽ gặp game thủ Forever đấy, một cái tên cũng rất là cứng. Không biết Idol có vâng vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này không đây. Không gãy nốt thì thôi. Vâng, giải lại mất đi một cây hai. Rồi. Đổi tên thành Lê tóc dài. 36 like rồi anh em ơi, 36 like rồi kìa, 14 lượt like nữa thôi. Hôm nay đạt mục tiêu like là không yêu cầu anh em like nữa, không kêu gọi like nữa mà kêu gọi anh em follow thôi. Ai chưa like thì cứ ấn nhé mọi người nhé, cố gắng đạt được 50 like thôi mỗi kèo như thế này. Và sẽ đây rồi, như vậy là sẽ tranh thủ gửi lời cảm ơn đến những nhà tài trợ trong giải đấu năm nay. Tranh thủ lúc các game thủ đang ép đời anh em nhé, thì sẽ gửi lời cảm ơn đến tất cả các nhà tài trợ. Xin được cảm ơn đây mọi người chờ em chút. Máy đang hơi lag. Chào người em Thân Tú. À như vậy Thân Tú đang cổ vũ cho anh Salem à? Ok em ơi. Cổ vũ nào. Idol Salem đang để thua rồi thì chúng ta cổ vũ cho Idol ít nhất là có chạm trước cái đã, sau đó thì bật. Đúng không ạ? Lại 2-3 dân rồi, cả vài pan lại 2-3 dân rồi anh em ạ. Càng quá nhỉ. Lag thế nhỉ. Anh móc đang hơi lag anh em ạ, anh em chờ em chút nhé. Vào để gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ. Đấy, mỗi live stream thì sẽ cố gắng gửi đến những nhà tài trợ của chúng ta những lời cảm ơn, thể hiện cái sự biết ơn để giúp cho giải đấu của
Ao Làng, Tân Nguyên Soái năm 2024 được thành công. Đấy, một phần là cũng nhờ rất là lớn, nhờ các cái nhà tài trợ thì mới có thể có được một cái giải đấu thành công anh em ạ. Đây rồi, có danh sách đây rồi. Xin được cảm ơn Sát Huy Duy, DK tài trợ cho giải đấu là 10 triệu đồng. Vâng, anh SK Béo tài trợ 200k, anh Quang Phong tài trợ 150k, anh Phạm Thanh An tài trợ 500k, anh Phan Tuyến tài trợ 1m, anh Đinh Xuân Canh tài trợ 1m, anh Văn Đoàn tài trợ 500k và anh Nguyễn Chí Thanh tài trợ 500k. Ngoài ra thì cổng donate của giải đấu cũng đang nhận được 316.000 đồng. Đấy, tiền donate của anh em cho giải đấu năm nay rất tuyệt vời. Rất tuyệt vời, giải đấu có vẻ là thành công tốt đẹp anh em ơi. Nhưng mà đang có một tình huống ăn tranh đến từ cặp đôi này. Ô, vậy trận đấu này thì Idol TNT lên đời muộn hơn. Nhiều đấy, muộn hơn nhiều đấy. Cơ hội sẽ dành lại cho game thủ Salem trong trận đấu này. Trò chọc rồi, bên này còn chưa đóng nhà điều kiện cơ. À, có lẽ là bắt bài rồi. Bắt bài Idol TNT là đánh nhiều dân nên là trận này game thủ Salem lên đời rất sớm. Cũng đánh chém luôn nhưng mà tí nữa sẽ thổi phù và sau đó chuyển cung được kẹp cùng để cho những cái đơn vị quân của Egypt. Căng đấy, trận này nhìn thấy tôi căng phết đấy. Để xem nào. Bốn mươi lượt like rồi, tuyệt vời quá nhỉ. Pan 27 dân à, trận này còn chết một dân thì phải, nếu không nhầm thì là như vậy. Hiếp nhiều dân thế nhỉ, múa khỏe thật. Chào anh Dế Mèn Phiêu Du nhá. Đấy, anh em cứ bảo là không tôn trọng nhưng thực sự đây là phong cách của Idol Tintin. Nên là mọi người cứ để Idol sống thật với bản thân đi anh em ơi. Chứ đánh như thế này thì mọi người bảo là không tôn trọng thì bây giờ chả nhẽ Pan không được phép đánh nhiều dân sao, đúng không ạ? Quan trọng là chiến thắng thôi. Chứ bây giờ cứ bắt Pan phải đánh 19 dân sao, đúng không? Làm gì có cái quy định nào là như vậy. Bài nhiều dân thì có cái sức khỏe của bài nhiều dân, chứ không phải là cứ phải là nhiều dân là múa đâu anh em ạ. Anh Tintin gặp game thủ Thành Đạt đánh ngang cơ mình, còn đánh 29 dân cơ mà. Phong cách của Idol là vậy. Rồi, đây rồi, thiết kế cho mình được một cái ABS ở khu vực này. Chào anh bố Ba Mi. Gặp là mình bỏ ra. Ai đâu cứ nói thế. Em phóng to màn hình ra bị quay quay à? Phán Đoàn khỏe thế. Thế bảo anh Phán Đoàn khỏe lắm anh bố Ba Mi ạ. Còn chấp game thủ Tintin một chạm cơ mà. Ghê không? Thế thì căng đấy, giải này chứng tỏ là nhiều, rất nhiều những cái nhân tố bí ẩn. Anh em hãy chờ đợi và đón xem. Rồi, chuyển những cái đơn vị cung rồi, ok. Vâng, nhưng mà trận này lên đời muộn hơn nhiều đấy. Trận này sẽ là một cơ hội dành cho Egypt đấy. Egypt mà đánh về lâu về dài với cả game thủ Tintin và Pan này thì Egypt sẽ có lợi thế hơn. Thì rất mong rằng là bên kia anh Salem sẽ tận dụng được cái lợi thế đó và sẽ có được những cái pha thi đấu thật là mạnh mẽ để có thể có được chiến thắng trong trận đấu này. Cùng xem. Phóng to màn hình bị xoay xoay à, không biết là tại sao nhỉ. Chào anh Lâm Quảng nhá. Tintin để dân bá đạo thật, có lần đánh AC hơn 30 dân. Bình thường thôi, đánh nhiều dân thì nó sẽ khỏe, bù lại thì nó sẽ lên đời muộn hơn. Đấy. Giống như chuyên nghiệp thì có Seng Long đấy, Seng Long đánh hai nhà chính lên ba mươi mấy dân. Thế chẳng nhẽ bảo như vậy là Seng Long không tôn trọng đối thủ sao, đúng không? Đó là phong cách của người ta. Lên muộn nhưng mà lực nó khỏe. Đấy. Và đó là những cái phong cách thi đấu cũng rất là hay.
quan trọng là thắng anh em ạ, quan trọng vẫn là chiến thắng, vẫn phải là chiến thắng, đó là cái mục tiêu tiêu cuối cùng. Đánh kiểu gì thì đánh, nhưng mà phải thắng được là được, đúng không ạ? Đây rồi, Egypt đã có cho mình đó là những chiếc ruộng đường đề huề ở khu vực tại nhà. Có phù thủy rồi, kẹp với cả cung R, kẹp lạc đà. Bên này thì Pan là không có phù, nhưng mà cũng có cung R và cũng có lạc đà. Lạc đà Pan thì nó sẽ tuyển hơn. Nhưng bên kia có phù thì có thể khắc được đấy. Bên này chỉ là một L thôi. Ồ, chuyển cung A rồi kìa. À, rồi. Như vậy bên kia chuyển cung A, bên này Pan có chuyển cung A tiếp không? À, cũng chuyển cung A luôn. Được đấy nhờ. Ồ, như vậy là chủ tịch hiệu Lê báo về là map này đã đánh rồi. Map này chủ tịch hiệu Lê đã từng đánh và cầm Pan win. Nhưng mà để xem trận đấu này thì Pamidan có thể win được hay không. Đấy, hôm trưa nay đúng không? Trưa nay cũng có một trận đấu là cũng map đánh rồi đấy. IA win. Maxe thành đạt với cả game thủ Đinh Xuân Cung trưa nay đấy. Thì trận đó này map chim sẻ đánh là IA win, nhưng mà map thành đạt đánh thì Maxe lại win. Nên là cũng chưa biết được đâu. Chúng ta sẽ cùng xem trận này thì Mark, Egypt hay là Pamidan sẽ thắng. Wow, như vậy Egypt đẩy cung A luôn. Tơn đẩy khá chí mạng đây. Và bên này Pan phải đỡ được tơn này này. Đấy, phải đỡ được tơn này cái đã. Rồi tính sao có những con phù thủy kìa. Đấy, nấu chốt là con phù thủy Egypt này. Bù lạc đà Pan thì quay ra đảo luôn. Và phù thủy 2 lạc đà Pan này các bạn. Thơm thế, mang ra đảo luôn. Mà cung A không còn nhiều, trận này thì Egypt cũng không có quá nhiều cung A. Nên là tất đẩy này phải chờ những cái tất quân mới nở ra và đẩy lên. Có lẽ mới có thể đẩy được người cầm Pamidan. Bây giờ mà bổ sung thêm chục con cung A nữa thì có cái lẽ là win chặt. Nhưng mà không biết là cung A có kịp lên không. Với cả là bên này cũng sẽ nở ra những tất cung A đều, mang ra thi đấu luôn. Hay tin tin đang phải sóc cả sọc đơn ra để có thể trả và sọc phù, chứ anh không dám sóc lạc đà nữa. Ô, bị ốp rồi. Gãy vâng, gãy tivi rồi. Khả năng trận này đâu gãy anh em ạ. Thua không? Không, vẫn đang cố gắng đỡ đây này. Nhưng mà Egypt đang dồn lên đều lắm. Egypt đang dồn những cái tên cung A của mình là cực kỳ đều tay. Đang có khoảng mười mấy con cung A đang muốn ốp nhà A của game thủ Tin Tin. Bây giờ mà ốp được A là thắng này. Nhưng mà không biết là có ốp được không. Để đồ Tin Tin mà đỡ được nhà là nhọc đấy. Không đơn giản anh em ạ. Bây giờ tầm này mà để cho con Pamidan này đỡ được nhà, tụ lại cung A đẩy ngược thì chưa biết thế nào đâu. Nên là tên này phải cố ốp cho bằng được. Nhưng mà không biết có ốp được không đây. Anh em nhớ cho một tên like nhé anh em ơi. Một tên like tranh thủ. Và một tên là ấn theo dõi fanpage AOL Làng anh em nhé. Để giúp cho bọn em đạt được cái mục tiêu đó là 4.000 lượt follow. Càng sớm thì càng tốt. Egypt lên cung A chắc là để khắc Pan anh ạ. Chắc là sợ là cả Pan nên là phải lên cung A. Ồ, 2K trước đây. Chơi cả K để có thể công vào những con cung A hai áo của Pamidan. Sợ lạc đà Pan thì lên cung A để khắc lạc đà Pan. Nhưng mà bên này thì game thủ Tin Tin cũng chuyển cung A rất chủ động. Nên là bây giờ là cuộc đối đầu giữa cung A và cung A, hai con cân nhau. Ông nào mà đông hơn thì khả năng ông ấy thắng. Ủa, tuần này game thủ Tin Tin đang chết nhiều cung A hơn anh em ạ. Có một cái lý do gì đó. Cung A hai con này phải ngang nhau chứ nhỉ. Chắc là một tình huống điều sao. Một tình huống mà game thủ Salem đã điều được. Còn game thủ Tin Tin thì không điều được. Và anh đã bị mất khá nhiều cung A trong tuần vừa rồi. Mặc dù số lượng đấu thì em cảm giác là cân nhau thôi. Bây giờ thì bên kia xin thêm cả K. K kẹp cung A rất hợp lý. Nhưng mà đối đầu với những con cung A thì những con K sẽ thể hiện được sức mạnh của mình. Nhưng mà đây chỉ là K Egypt thôi. Giá như đây là K Summer thì có lẽ nó sẽ ngon lành hơn. K Egypt thì nó cũng bình thường thôi. Hai đồ phát triển kém quá. Em đánh với Tin Tin AC cho son không cửa gì à? Ủa, AC cho son không có cửa luôn á. Thế thì anh mà gặp anh Tin Tin thì đánh kèo nào được nhỉ? Tiếp. Hai đồ đánh khỏe vậy sao? Năm con đánh ghê mà phét, năm con phét.
năm con đánh cũng ghê mà, năm con trước giả đánh giải ao làng cả mầm mình. Bảo là nhây si cho son không cửa nghe đã sai sai. Chào anh Đức Hoàng. Cung chém à? À đánh kèo đấy, đánh kèo cung chém á, cung chém đánh được chứ, sợ gì nhỉ? Idol phát triển khỏe quá chứ, Tuấn Hùng bảo khỏe chứ, có phải Tuấn Hùng bảo yếu đâu. Chỡ được rồi anh em ạ, bây giờ thì tụ cung và phản công rồi. Ban nhiều ruộng này thì đỡ sao, chào anh Kiếp Bụi Trần nhá. Ban đang rất nhiều ruộng anh em ơi. Và bây giờ thì đang lên cung A để ốp ngược vào nhà Egypt rồi. Hay quá nhỉ. Hay đấy anh em ạ, hay. Hay nhưng mà anh em đừng quên like, chia sẻ cho thầy một tên đi anh em ơi. Cho anh em vào xem đông kèo đấy này cho nó vui và hay. U tham 101 rồi à? Tiếp chưa? Nở tham ác ruộng nương này hơn kích rồi. Dần thì vẫn cứ đẻ đều, nhà A tăng vâng chóng mặt. Bây giờ thì ốp ngược nhà của Egypt biết ngay mà. Cái tên đấy Egypt vừa không ốp được con Pan này. Vâng để Pan đỡ được là ngay lập tức quay ngay. Phản công ngay anh em ạ. Quả đấy Egypt phải ốp được cơ, phải gắt lên. Nói chung là ăn nhau tên đấy đấy. Em biết ngay là nếu mà không ốp được là Pan sẽ dí ngược ngay. Bởi vì cái bài Pan này lực nó đã khỏe rồi, cơ bản khỏe nên là chỉ cần đỡ được thôi là những cái tên phản công sẽ rất chất lượng.